Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bộ Đài Gaming. Và vẫn là mình đây, TheDragonS. Và ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một hướng build của nhân vật Red Fighter đi theo hướng Vic. Và Việt Nam mình hay còn gọi là RF máu. Và mình nói trước, nhân vật RF của mình ngày hôm nay chỉ sẽ dùng đi KSBC cũng như là đi trên level. Nên anh em đừng có thắc mắc là tại sao điểm này không tăng mà điểm kia không tăng nhé anh em. Đó, để chúng ta khỏi đỡ tranh cãi nhau về cái việc là cách build như này có tốt hay không. Và đây là một hướng build dành cho anh em đi trên level là chủ yếu, và sau đó dùng để đi event giống như là đi double hoặc là KSBC và đi debut. Và ngày hôm nay mình sẽ cố gắng build em nó để có được một đường đam tốt nhất cũng như là khả năng phục hồi trong quá trình đi trên level. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bảng C, cách tăng điểm của em nó cũng như là vật phẩm mà em nó sẽ trang bị ngày hôm nay. Đầu tiên đối với bảng Pol C thì ở đây mình sẽ chỉ tăng lá 679 điểm vào sức mạnh và 213 điểm vào nhanh nhẹn. Mục đích của mình chỉ tăng hai cái điểm này mà không phải cả cái con số khác lớn hơn hay nhỏ hơn. Chỉ là để có thể mang được cây vũ khí Apocloud cộng 15. Và yêu cầu của nó là sức mạnh 697 và nhanh nhẹn là 213 điểm nha anh em. Ngoài ra tất cả các cái điểm pol còn lại thì mình sẽ dành hết chủ yếu là vào máu, tức là Stima, Vic. Và mình sẽ tăng là 404 điểm năng lượng để có thể học được các skill book của nhân vật RF. Ví dụ như là đây là book máu này, đây là book xuyên giáp này, và đây là book phòng thủ nha anh em. Book phòng thủ tăng khả năng phòng thủ thành công khi mà đi trên PVM, TVM của chính bản thân anh em cũng như là các cái nhân vật khác trong party đó. Nên mình có một lưu ý với anh em là này. Rồi, khi mà anh em tăng như vậy thì lượng tốc độ đánh của anh em sẽ chỉ đạt được là 196 trên 141, khá là thấp. Nhưng mà đổi lại thì lượng đam khá là to nha anh em. Anh em có thể để ý này, attack power của em nó lên đến là 32.000, hơn rất là nhiều so với một nhân vật GL nha anh em. Điều này xảy ra bởi vì RF của chúng ta có hai cây vũ khí và được cộng 30% bonus đam. Anh em lưu ý, anh em để ý này, lượng đam bonus của nhân vật RF của chúng ta lên đến là 18.280 lần. Rồi, và lượng máu còn lại sẽ là 2.206 cộng với 1.292 điểm máu từ bonus pool anh em. Tổng là chúng ta có được 3.400, gần 3.500 Vic. Ở đây là mình chưa ăn hoa quả nha anh em. Nếu anh em ăn hoa quả tăng vào Vic thì chúng ta đạt được là khoảng 3.500 đấy, 3.500 tăng vào Vic Time. Và lượng máu mà chúng ta sẽ đạt được là sẽ vào khoảng là 17.719 điểm chưa book. Nếu như mà mình sẽ book thêm skill ngủ máu này của RF thì bây giờ lượng máu mình đạt được sẽ là 18.117 anh em. Đấy. Rồi, trang bị của em nó thì như nào? Trang bị của em nó thì mình vẫn sử dụng là set Lightning Fighter thôi. Set level 1500 và Marking anh em. Và cái áo choàng của em nó thực sự là áo choàng của RF ở season 19 khá là đẹp anh em ạ. Và áo choàng này sẽ có dòng là 7% Excellent Down. Và một cái là sẽ tăng Depth 2 và một cái sẽ là tăng Element Attack Power 2 nha anh em. 240 và 210. Khá là ngon đấy anh em ạ. Rồi, trên đây là bảng Pol C cũng như là trang bị của em nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với bảng Master Level 400. Đối với bảng Master Level 400 như mình đã nói ban đầu, RF của mình sẽ sử dụng đi trên level và đi cải BC là chủ yếu. Nên mình sẽ dồn tất cả mọi thứ vào phòng thủ bình thường. Ở đây thì mình sẽ tăng 20 điểm vào phòng thủ để lấy được 252 điểm phòng thủ nhé nhé. Và điểm tăng pol thêm thì chúng ta sẽ lấy 13 điểm cho tất cả các cái ô là sức mạnh, nhanh nhẹn và năng lượng. Và chúng ta sẽ dồn lên 18 điểm vào Vic. Ngoài ra đối với bảng skill, ở bảng skill thì mình sẽ lấy 20 điểm mắc máu và 20 điểm bảo tăng thêm, cũng như là 20 điểm vào weapon mastery của vũ khí để lấy được attack power lên 45 điểm. Và mình sẽ bắt buộc phải lấy là 20 điểm vào attack success rate để đi trên, tránh mid down nha anh em, tăng tỷ lệ tấn công thành công khi mà anh em đi trên level. Đấy. Và đối với cái bảng tấn công, bảng tấn công thì là bảng pol cơ bản thôi anh em ạ. Chúng ta sẽ lấy 18 điểm vào tăng hủ máu để có thể đạt được là HP sẽ tăng thêm 87 điểm, cũng như là sẽ lấy 19 điểm vào double đam và 19 điểm vào xuyên giáp để có thể đạt được tròn là 4% nha anh em. Phải, chúng ta phải lấy tròn phần trăm ở server của mình. Rồi, đó là những cái thông số về bảng Master Level 400. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với bảng Master
level 800 Master mở rộng. Đối với bảng Master level 800 thì mình sẽ tăng chủ yếu vào skill Spider Hook anh em, và mình sẽ tăng max tất cả các cái ô về tăng đam cho skill này. Ngoài ra mình sẽ đi theo hệ băng mà không phải là đi theo hệ lửa để làm chậm mục tiêu, làm chậm những khả năng quái vật di chuyển để tấn công mình đấy. Và mình sẽ lấy max 20 và 10, và chúng ta sẽ lấy 30 và 30. Ở đây mình sẽ tăng thêm 30 điểm và 20 điểm vào khả năng gây đóng băng thành công khi mà chúng ta tạo ra được cái vòng băng đấy, anh em phải lưu ý nhé nhé. Và ở ô tăng máu mình sẽ phải bắt buộc là tăng 40 điểm vì mình đang đi theo rơ đẹp máu nhé nhé, nên chúng ta sẽ phải tăng 40 điểm để tăng thêm máu của nhân vật này. Và chỉ số đạt được sẽ là 2800. Đối với ô thứ hai tăng về tăng phone, tức là tăng điểm cộng thêm á, thì chúng ta sẽ là tăng 40 điểm tất cả dồn hết vào Stima là để đạt được 1229 điểm nhé, là bắt buộc anh em phải tăng 40 điểm ở đây này. Và 40 điểm ở đây tất cả chúng ta đều sẽ phải tăng vào Vic Stima hết. Ở ô Base Defense thì tức là phòng thủ cơ bản, phòng thủ cơ bản này thì chúng ta sẽ phải tăng 40 điểm để lấy được 600 đẹp. Và chỉ số đẹp đạt được bây giờ là 9850 điểm nhé. Nếu như mà anh em đang sử dụng là con tỏi vàng, nếu như mà anh em sử dụng là UR này thì lượng phòng thủ đạt được sẽ là 11799. Rồi, đối với ô tăng phòng thủ của Win 4 thì tại bây giờ mình đang sử dụng Win 5 nên mình sẽ không tăng vào ô Win 4 của tăng phòng thủ của Master level 800. Anh em lưu ý nha, tăng đam và tăng phòng thủ thì chúng ta sẽ không tăng. Tiếp tục đỡ ô tăng đam thêm này, rồi là tăng skill đam thì chúng ta sẽ phải bắt buộc là tăng 40 max ping nếu như anh em có thể. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến với bảng Master 5. Master 5 của nhân vật RF đi theo dòng máu. Ở đây khi mà chúng ta build nhân vật RF đi theo dòng máu thì mình có một lưu ý với anh em, là chúng ta sẽ sử dụng là nút đam chứ không sẽ dùng là X đam AOE giống như khi chúng ta sử dụng đam ảo ảnh nữa nhé anh em. Và ở đây thì anh em có để ý này, tất cả các cái skill đam của Master 5 như là Fire Hook này, tăng HP này, tăng thêm mana 150 này và tăng AG lên 90 điểm thì mình sẽ phải để lên là level 5 và chúng ta sẽ khảm vào sử dụng đúng skill Spider Hook nha nhé, chứ không dùng là skill Dark Side nữa. Và skill Spider Hook của chúng ta sẽ tương tự như là skill sử dụng RF nhanh nhẹn, chỉ có khác biệt một điều là bây giờ chúng ta sẽ tăng thêm năng lượng một chút để có thể đạt được khả năng buff của em nó một cách tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta sẽ tăng pick chứ không dùng đăng đám theo level nữa nhé. Chúng ta sẽ tăng tất cả các cái ô của thẻ bài thứ 3 là sẽ dồn hết vào máu. Đó anh em để ý này, thẻ bài loại 3 này cộng 4 này sẽ tăng máu lên 42 này, tăng máu lên 51 này và tăng máu thêm 94 điểm. Tổng là chúng ta tăng được 150 đây nha, gần 200 đây nha, gần 200 máu ấy. 200 điểm nha nhé, 200 điểm vào máu chứ không phải là 200 máu đâu. Khá là nhiều máu đấy. Và tất cả các wireless thì vẫn sẽ lấy là tăng triple dam cũng như là tăng xuyên giáp, tăng dam skill thôi anh em ạ. Tăng xuyên giáp, tăng crit dam, tăng double dam. Ở đây mình chưa gắn thẻ bài double dam vào này anh em, không tăng được thế này. Đó, tăng thẻ bài vào. Rồi ok, tương tự như thế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test dam của em nó. Rồi mình vừa đưa nhân vật rep của mình đến với bạn test dam và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng sôi vàng và sẽ để skill là skill spider hook nhé, và chúng ta sẽ gồng hết tất cả các skill của em nó lên đó anh em thấy không. Rồi cho nó auto gồng tập đi nào, bao nhiêu đam đây? 2.2 đam, ui không để nổi tê nhé. 2.600 kia nhé, 2.620.000, 2.620.000 đam, khá là lớn đấy nhé mà. Và khi mà anh em sử dụng skill Spider Hook này thì nó sẽ là sự kết hợp giữa skill địa chấn nhé và skill Spider Hook cũ. Đó, 2.6 đam ra tiếp tục kìa nhé, ghê thôi nhé. Đây là skill Spider Hook thường đấy nhé, nó sẽ không có skill địa chấn này. Đó, chỉ là 2.588.000 thôi. Đây là skill Master 800 bình thường. Bây giờ mình sẽ dùng sử dụng skill của Master 5 và chúng ta sẽ cùng để auto nhé nhé. Đó, mình đang để auto đấy nhé. Về tỷ lệ đam một mục tiêu anh em này, 10 triệu đam, khá là ngon nghè đấy nhé mẹ. Đừng đùa.
Đấy, đừng đua với RF. Vô rank, rank của skill chỉ là rank 3 thôi. Không bắt đấm thì khá là lực đấy anh em. RF và Season 19 cũng là một sự lựa chọn sáng suốt đấy nhé. Khi mà có thể PvP được này, đi trên level thì có thể dùng là skill Dark Side này. Và thậm chí bây giờ đi cả DC thì sử dụng skill Survivor Hook. Rất gì vào này nói anh em ạ. À, một mục tiêu mà lên tầng 10 như thế này thì quá là ổn áp. Làm ra liên tục. Mắc đam là 2.620.000. Hơn một phút rồi thì được đam lên dây khoảng gần 10 triệu nhé. 10 triệu này anh em. Mười triệu đám lên một giây, khá là ổn đấy anh em ạ. Đó, anh em nhìn đám, trời ơi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cùng với anh em đi tẹt đám nào ở bài quái tên cuối cùng, đó chính là bài đấy, mình vừa đưa nhân vật VIP rồi, RF của mình để vào bài trên nha anh em. Ui, đấm cũng khá là lực đấy anh em ạ. Hư mình to lên của cho anh em để thấy. Đó, anh em nhìn đấm chưa. Dù đang lượng 8 đến 1 giây là hơi thấp cho khả năng tấn, cái vùng tấn công của skill VIP RF thì nó hơi nhỏ anh em ạ. Nhưng mà cái liên quả khá là tốt. Nhưng mà đổi lại của máu khá là nhiều nhé. Đấm. Đấy, ai bảo vít rạp không đi trên được. Solo hẳn luôn mập quý. Nhưng mà của máu hơi nhiều anh em ạ. Kiểu này thì đi trên thì phải sẽ phải có búp ấy. Bởi vì quái của cái mập cuối của mình thì đám rất là lớn. Kiểu này có ép búp là ngon. Hoặc là DW Manasia. Đó, anh em thấy rèm đẩm lực không? Và cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Và anh em đừng quên là để lại comment cái mong muốn của anh em, muốn mình làm cái nhân vật nào tiếp theo ở Season 19 nha anh em. Anh em đừng quên để lại cái bình luận của anh em về nhân vật Vic RF ngày hôm nay và mong muốn của anh em ở nhân vật ở video tiếp theo. Đó, đấm nước chưa. Hư. Trời ơi, đẹp đấy nha. Vừa đấm mà vừa địa chấn như này đi. Nhưng mà nhai uống máu như uống bia anh em ạ. Đó, đấm nhau con có hiệu ứng chạy à. Chết. Khi mà dùng skill búp là nó sẽ chết đấy anh em ạ. Rồi, cảm ơn video, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Và anh em đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình, để giúp mình có thêm động lực. Ngoài ra anh em có thể donate cho mình qua cái tài khoản ngân hàng hoặc là mã QR của Momo đang hiện ở trên màn hình, hoặc là địa chỉ PayPal của mình nhé anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.